Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị cái toàn bộ cái quá trình mình tham gia tham quan một cái bãi đúc cọc của cái đơn vị ép cọc đây. Đây là cái chúng ta đi tặng nơi sản xuất để xem cái chất lượng cọc đúc, cách đúc và quy định đúc. Đó, thì như thế nào thì đây là toàn cảnh cái bãi đúc của đơn vị ép cọc. Thì thường thì những cái đơn vị ép cọc lớn thì người ta vừa có dàn ép mà vừa cũng có những cái bãi cọc luôn để vừa phục vụ công việc mà ép cọc và vừa cung cấp bán cho những cái đơn vị mà người ta cũng cần có dàn ép không thôi, nhưng người ta cần cọc. Thì quý vị cũng nhìn thấy thì đây là những cái cọc mà mới được đúc xong. Thì toàn bộ cái quá trình đắp cọc thì cũng sử dụng cái bê tông tươi trộn tại chỗ. Đây là cái trộn bê tông. Đây là những cái khuôn. Đây là những cái khuôn để mình đổ cái cọc. Khuôn định vị cọc á. Thì những cái bản mã hộp ở những cái đầu cọc như thế này. Đó, thì cũng đặt ở cái vị trí như đây để cái bản mã hộp này để mục đích là giúp là khi quá trình mình ép thì nó không có bị bể cái bê tông. Thì quý vị cũng lưu ý là những cái đai ở sát này thì cũng dài hơn những cái đai bình thường. Thì cọc đây là mình sử dụng là mát bê tông 250. Sắt thì toàn bộ là sắt Việt Nhật hết nha. Sắt Việt Nhật hết. Đó. Thì đây là cũng là một trong những cái bãi cọc nó cũng về chất lượng và quy trình đúc nó cũng là tương đối là quy mô đúng với chất lượng. Vì thấy đây là những cái mũi cọc đây. Những cái mũi cọc đây là những cái mũi nhọn này là những cái mũi ép đầu tiên á, để khi mình ép xuống cái đất thì cái cường độ xuyên thủng nó dễ xuyên thủng hơn. Đây là những cặp không mũi đây. Sau khi gia công cốt thép thì chúng ta cũng đặt những cái thép vào những cái khu định hình như thế này. Đây là những cọc mới đắp xong. Thì quý vị cũng lưu ý là trong có bãi đúc để mà phân biệt được những cái cọc đúc nó đủ ngày tuổi hay chưa. Thì anh em ở trạm đúc nó cũng ghi như thế này. Đó, đây là 14, đây là ngày 14 tháng 3. Đó, thì để mình coi thử cọc thì nó đủ cái tuổi để mình xuất đi công trình cho nó được đảm bảo chất lượng, đảm bảo được cái tuổi của bê tông nó đủ dài. Đó, đây là những bó sắt nguyên của đơn vị ép cọc, người ta cũng về hàng loạt xét như thế này, nên là nhiều khi quý anh chị cũng không biết chừng thì cũng cứ nghĩ là có bãi trộn thì người ta thường là trộn nó thủ công hoặc là kiếm những cái bê tông nó dư ở đâu. Hoặc là những cái sét mà nó không có đạt chất lượng. Đó, thì đây là những cái sắt mà đơn vị ép cọc đúc cọc người ta được nhập về để sản xuất đại trà. Đây là cái lồng thép. Đây là cái lồng thép. Nó thép đai thì sẽ đang như thế này. Đây là những cái thép mũi cọc. Thép mũi cọc. Mũi cọc. Đây là quá trình gia công cái bản mã đây, bản mã hộp đây. Cái bản mã hộp đã được gia công. Đây là cái trạm trộn bê tông đây.
Đây thì một lần mình trộn được mấy khối anh? Một lần trộn 0,5 anh, 3 lần trộn được 1,5. À, 3 lần trộn. 2 lần trộn. Đó, đây là cái cấu trộn này. Đây là cái băng chuyền. Cái tông tươi xuống. Đây là cái nó cấp vào cái máng này đúng không? À, rồi cái cần cọc này nó chạy, nó sẽ đổ vô các cái văn khuôn. Đây thì đá này cũng mua ở bãi về, nhìn đá rất là tốt này. Đây là cái cấu trộn. Khi trộn xong thì nó sẽ đẩy qua cái máng, và máng sẽ đẩy lên cái cần trục và sẽ chuyển xuống có cọc của mình. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham quan trực tiếp cái bãi cọc của mình để có cách nhìn nó thực tế hơn.